thế, chờ chỉ là có ý như thế. Tại nhắc lại lần nữa, cút khỏi Thần Châu, về thiên đạo tinh của các người. Để chiến đấu đến nước này, người nói chúng ta làm sao mà vậy? Vậy ngươi còn ở đây tiếp lời làm gì? Hết lính rồi chứ gì? Tư lệnh đơn độc. Lão Tôn ta nói lần cuối, Tôn ta một thành, chém người ngàn đoạn. Nhìn cái gì mà nhìn? Có công vong. Lần cuối, Tôn ta một thành, chém người ngàn đoạn. Nhìn cái gì mà nhìn?